Em là kể một câu ở trong cô Diêu viện ra. Em sống từ hồi mà chắc hồi từ hồi mà em mới sinh ra cái. Rồi bao lâu mình mới ra khỏi trại mồ côi? Rồi năm em mới có 15 tuổi. 15 tuổi. Thì vô tình là một cái buổi trưa bữa hôm đó em đi học về, ngay là coi như là cha mẹ nuôi bọn em thường gọi là thầy, thì mới nói chuyện là bây giờ cha nó còn sống ở trong Sài Gòn ấy, hiện bây giờ đang ở quận 8. Sau một buổi vô tình đó thì em nghe được đó, thì qua mấy ngày sau là tự em bỏ học và em trốn em đi vô ở trong này em tìm ba mẹ của mình. Dạ. Và em cũng có rất nhiều lần tìm nhưng mà tìm không ra. Ba mẹ em có một cái đặc điểm gì không, hay là em có đặc điểm gì em thông báo với ba mẹ em không, nhân chương trình này trên sóng truyền hình nè? Dạ em cũng nói thật, vì là cái đặc điểm thì em không biết, nhưng mà chỉ để là trong em á là một cái giấy, cái tên là Nguyễn Văn Cường và mẹ là Nguyễn Thị Quý, thì chỉ có để là trong đó thôi. Đưa em vô nhà trẻ đó ở đâu? Dạ không, vì là hầu trước vứt ở trước cửa luôn. Vứt trước cửa? Dạ vứt trước cửa. Ở trong người em là quấn một cái khăn và ở trong đó là viết có ngày tháng năm sinh, và họ có viết mấy chữ là hẹn sẽ có một ngày họ sẽ về quay trở lại. Rồi coi như lúc đó viết mấy tuổi đi mà Hường năm nay là sinh năm 1981. Dạ. Ở nhà trẻ gì? Dạ nhà trẻ mồ côi cô nhi viện thành phố Đà Nẵng. Coi như là bây giờ thông tin lại nè, là nhà trẻ mồ côi thành phố Đà Nẵng. Dạ. Vào năm 1981 có người để Hường ở đó, và Hường biết rằng tên ba là tên Nguyễn Văn Cường, tên mẹ là Nguyễn Thị Quý. Nguyễn Thị Quý. Nếu như ai đó mà có con, mình chẳng may lúc đó khó khăn quá, mình để ở nhà trẻ, thì chúng ta đến liên lạc với địa chỉ bạn muốn hẹn hò, cũng có thể chúng tôi sẽ liên lạc với lại Hường nha. Dạ. Rồi chia sẻ với Hường điều đó. Dạ, em xin chia sẻ với anh về câu chuyện của anh ha. Dạ, thà em cảm ơn chị. Đây là một người rất là bản lĩnh nha, tự lập. Rồi từ 15 tuổi đi ra ngoài đời, bươn chải với đời như vậy. Chỉ có một mình thôi hả Hường hả? Dạ chỉ có một mình. Trong một cái buổi tình cờ thì em chạy xe, thì cái lúc chiều lúc đó là cũng cả 5 giờ tối, thì lúc đó em cũng chưa kịp là ăn cơm tối. Thì em mới thấy họ, em đi ngon qua đó thì em thấy họ bán cái trứng nướng và cái bắp xào. Thì em mới đứng lại đó, thì em gái lại em mua một cái trứng nướng và một dĩa bắp xào để em ăn thử. Em thấy ngon. Thì em về là em tự nghĩ em kêu thôi thì mình không thể nào chạy xe cho làm thuê họ biết được nữa. Mình về mình tự lập cái bản thân mình luôn. Thì em về bắt đầu là từ đó em dở ra, em bón trứng nướng và bắp xào có viên kiên. Anh nghĩ rằng là em là một người rất là bản lĩnh đó. Và thầm nghề gái. Hoàn cảnh bên đó thì chị thấy sao nè? Cũng có chút cảm thấy là nói chung là đồng cảm ha. Đồng cảm. Rồi. Giờ đây là những cái món trứng nướng chính tay em làm. Chính tay anh làm từ 3 giờ sáng cho tới giờ. Em hãy mở ra và xem những dòng chữ trong đó. Bây giờ Lan sẽ ôm bó hoa, rồi chị sẽ mở cái quà ra. Em cũng có món quà tặng cho anh giám chương trình. Dạ. Này gì đây? Bắp xào trứng nướng gì đây? Dạ, đó là trứng nướng. Trứng nướng hả? Dạ, là em làm từ hồi 3 giờ sáng cho tới giờ. Trời ơi, tội nghiệp không? Dạ. Trứng nướng. Có món quà tặng cho chị. Dạ, cảm ơn anh. Rồi, bạn gái mở quà ra cho khán giả trứng nướng luôn nào. Trời ơi, đặc sắc lắm nha quý vị. Gì vậy? Thấy không ạ? Ngọc Lan không dám để nghiêng xuống quá, tại vì đây là những cái trứng gà và anh đã nướng lên, và anh đã ghi lên trên đây là một cái dòng là cho anh cơ hội em nhé. Trời. Nè, tượng trưng nè, đó chữ cho đây ạ. Trời ơi dễ thương quá. Chuẩn bị từ 3 giờ sáng tới giờ luôn á. Rồi bây giờ hai người ngồi nói chuyện với nhau đi, cảm nhận thế nào? Thì lần đầu tiên em thấy anh như thế nào? Thấy anh thì cũng hiền lành, sống cũng chân thật á. Hoàn cảnh của anh cũng gần tương tự cũng giống như em thôi, cho nên là em rất là quý anh. Dạ. Còn anh thì nói thật, các anh đến đây thì nói chung á, cái cuộc sống của anh á, về cái hoàn cảnh của anh á, thì cũng giống như em thôi, nhưng mà em còn may mắn hơn á, là em được còn có mấy đứa con, còn anh thì không có ai hết. Nhưng anh chỉ cầu mong rằng khi đến đây thì nếu em cho anh cơ hội thì em sẽ thật lòng với anh. Mình xóa bỏ hết tất cả, mình sẽ làm lại cái từ đầu. Mình viết lên một cái trang mới, sau này mình cùng nhau đi trên một cái con đường cho thật hạnh phúc. Còn cái thứ hai, với anh là em đã có con, thì với anh nó không có quan trọng gì hết. Bây giờ em sinh cho anh nó cũng được, em không sinh thì nó cũng được, cũng bình thường thôi. Nhưng mà anh đã thương em
anh sẽ chẳng thần là anh thương ba đứa con của em và anh sẽ lo cho ba đứa sau này. Quá được luôn đó. Em thấy sao? Vẫn còn có một cái lo giống như hồi nãy chị nói á, anh không có con mà bây giờ như vậy có được lâu dài hay không? Chỉ sợ là khoảng một thời gian nào đó thì anh lại thay đổi. Anh nói rồi đó. Anh nói thật, đối với anh một khi anh đã nua là anh làm được là anh nua. Còn anh đã lên đây ngồi đây một cái chương trình như thế này, biết bao nhiêu là người phả một nước xem, chứ đâu có phải là anh nói với anh giữa em và anh không? Anh nói chân tình rồi đó. Đây là những cái tấm lòng thật tình của anh. Nãy giờ những gì mà em nói ra đó, anh gần như có đủ hết á. Ở đây anh chỉ thiếu tình thương của một người thân nào đó. Anh không có ai bên cạnh hết chứ. Anh chỉ thiếu duy nhất điều đó thôi. Và anh sẵn sàng, nếu như mà có một người thương ảnh thì anh sẵn sàng coi như không cần điều gì xung quanh hết. Anh chỉ cần một gia đình thôi, đúng không Hường? Dạ đúng. Đó, anh sống có một mình thôi. Nếu ai đó đem tình yêu thương đến cho anh, yêu thật lòng, thì Linh nghĩ rằng anh sẽ đón nhận và sẽ trân trọng tất cả những điều đó. Vì ở đây là anh nói thật, anh lên đây á là mục đích anh tìm một người để cùng đồng cổng và thương anh thật lòng. Anh chỉ cần hai chữ thật lòng đối với anh là được. Còn mỗi vấn đề anh đã nói với em rồi, anh thương em là anh sẽ thương con em, anh sẽ lo cho nó an toàn, anh lo cho nó đến cuối đời nó cũng vẫn được, vẫn ok của anh. Anh chỉ cần ở đây là anh chỉ cần một cái mớ ấm gia đình trong những buổi mình đi làm về mệt nhọc, có người tâm sự và có người nói chuyện. Chúng ta thích bấm ngay, còn không thích không cần bấm, không cần làm tổn thương lẫn nhau nữa, bởi vì chúng ta đã tổn thương quá nhiều trong cuộc sống này rồi. Chuẩn bị. 1 2 3. Đã bấm, chúc mừng. Nào, bây giờ chúng ta mới lại gần nhau. Đấy, tôi rất muốn hai bàn tay này nắm nhau đi suốt cuộc đời. Mỗi người đã chịu tổn thương trong cuộc sống này rồi, hãy bù đắp với nhau một nụ hôn đầu tiên lên má nào. Quá đẹp. Đẹp lắm.